Xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay thì cũng như mọi khi mình đi thăm lưới bẫy rắn nha mấy bạn. Mình lội ra tới ruộng nha mấy bạn. Cỡ này dính yếu quá mấy bạn ơi. Cách bữa mình mới đi thăm bữa mà mình đi lặn cái hết luồng lưới luôn mà quay cái clip còn chưa được đẹp hung cho mấy bạn xem nữa đó mấy bạn ơi. Nó dính yếu quá nghe mấy bạn. Lúc trước là mình dăng 4 tiếng này là đầu mình đi ngàn tiếng hoặc 2 tiếng là dữ lắm đó mấy bạn, là như một clip đó mấy bạn, nhiều khi ngày đi quay được 2 3 clip luôn nữa. Còn bây giờ quá chảy yếu mấy bạn ơi. Nên mấy bạn có xem cũng thông cảm giùm mình nha. Nhiều khi cách bữa mình mới ra được một clip nha các bạn. Mình mới tới chuyến đi thăm mới ra được clip. Nhưng mà để sắp tới này mình kiếm săn bắt cái con gì mới hơn nữa một chút xíu để mình test có clip cho mấy bạn xem hàng ngày coi. Rồi mình tới đây đằng trước này có người ta nghe các bạn. Chỗ này là lúc trước nó dính liền liền luôn đó các bạn. Mà cũng bị người ta cuốn hết người ta hai tay rồi. Rồi mình cũng dẫn dăng lại luôn mấy bạn. Chiếc này nó không cuốn chừng nào dính nó gặp mấy cuốn, còn không dính nó không cuốn. Chỗ này thì bắt được đâu 4-5 con rắn nước, 2-3 con rắn lãi với con con ngựa gì đó các bạn. Ngay buồn chú bên trước nè các bạn. Chà, bữa nay có hàng mấy bạn ơi. Đây, hổ hành mà hổ hành không bự hung nha các bạn. Đây, bạn nhìn thấy không? Đã hành nè, còn nó neo quắn nè các bạn. Hổ hành này chừng 300g mấy bạn ơi. Đó, nó neo gì đó, còn sống không? Sống, sống mấy bạn ơi, còn sống, sống. Neo vô cái chuối, móc như đây nè, ghê đã nè. Đi thăm mà lại nhìn thấy dính cái nó hứng gì đâu các bạn. Nãy giờ mình lội cũng 4-5 tay nó cũng không dính nha các bạn. Ra tới ruộng khúc đẳng mình lội dài tới đây nó mới dính được con này các bạn. Thì hành trang của anh em mình hàng ngày cũng như mọi ngày nha các bạn. Cũng hai cái túi với gói thuốc hút với lưới nha các bạn. Rồi, lưới thì mình đem theo chỗ nào im mình chậm thêm, mà chỗ này mình thấy hết chỗ nào im mấy bạn. Từ khi mấy tay nó dính quá rồi nó gắt hết rồi mình mới thay đổi tay mới các bạn. Tay lưới này dính cũng nhiều lần lắm rồi đó. Đây một em hổ hành nha bạn, để mình móc nó gà thử nha bạn. Quấn này cứ ngắt rồi gà vũ cậy nha. Mấy con mà dính mấy chỗ thế mà có gà cây này nữa bạn biết sao, nó hay bị chết nha bạn. Nó gị dữ lắm, gị nó gị quá nó tự chết. Thật luôn, nó mạnh bạn ơi, gị vô được gị. Đây một cái mặt hành đá mà bạn, dính thì nhìn cũng đã lắm nghe bạn, còn nó không dính rồi ha, lội cũng sải cẳng như nó nghe các bạn. Ngày này thì nó vậy đó mấy bạn ơi, không có bập bên lắm, quá chạy quắn rồi mấy bạn ơi, nên xui chứ không biết trước được. Nhiều khi còn một hai tay cuối cùng mà nó dính con nào nấy cả ký, con hai con cái mình thấy cũng đã rồi, 700-800g ngon rồi. Còn có khi mình lội nguyên luôn không dính gì chân mấy bạn ơi. Nhầm bữa trời ui ui thì lội khỏe chút, mà mấy bữa trời nắng gắt ha, lội cái xỉu với nó. Rồi mấy bạn cũng thông cảm cho mình ngưng máy đây nha mấy bạn. Mình xử lý con rắn này xong mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Chứ mình đi con mình ha bạn, ở đây chỗ cái vực thẳm mình quay nó hơi cắm cắm xuống, mấy bạn thông cảm ha. Rồi cho mình tạm ngưng đây đi mấy bạn. Rồi trong bờ này mình có hai tay nha mấy bạn. Bờ này cũng bờ chuối phá bữa hổm mấy bạn, nhớ mấy cử trước có tay lưới đó mà dính co hai con hành không mấy bạn. Dính lặn con rồi cử xa cũng đi dính con nữa đó mấy bạn, liên tiếp đó tới cử này đó nha mấy bạn. Đây đồng lúa mình bây giờ thì người ta đang dặm nha mấy bạn, còn bên đó là trồng đu đủ với mãng cầu nghe mấy bạn, còn đây là bờ xài mình dăng trước đang tay nè mấy bạn. Đường hơi khó đi, mình hơi chui lắm vô. Ơi có hàng mấy bạn ơi, có hàng rồi, chết ngắt rồi các bạn ơi. Nó lãi nó to hết biết rồi, nó lãi mà mấy bạn nhìn thấy nó như con hổ ngựa vậy nè, quá tiếc mấy bạn ơi. Không gà tàn là dính ban gắn trứng gì đâu, không mấy cử trước nghe các bạn, dính gắn trứng không, còn dính được con gắn đực nó chết nè. Con đực này đâu cỡ 400g nửa ký à, gắn hết quỵ rồi từ nửa ký này, quá tiếc mấy bạn ơi. Cỡ này ít dính mà chết một con, thấy tiếng con nha các bạn. Hổm gà thì mình đi mấy cử trước thì mình có bán, còn hổm gà nó dính ít quá mình cũng chưa bán nữa các bạn, mình cũng không biết nó giờ ký nó lên nhiều mấy bạn. Bữa hổm mình bán cử cuối thì lên được 240 đó nghe các bạn, 230 chứ 220 nghe các bạn, mà mình đón bây giờ dám có khả năng lên có 250 đó các bạn, tại vì cái hướng ngăn lại đây tết lên mạnh lắm nghe các bạn. Nó lên thời gian rồi nó sẽ ngưng lại luôn, tại do gì mình bà lái gắn ba xuất khẩu đi được á thì nó lên hoài, còn cả nhi tới hồi bên Trung Quốc nó không ăn nữa là gọi nghe các bạn. Gắn này mà cũng xuất khẩu nữa nghe các bạn, hết biết ngăn lại bự mấy bạn ơi, mà chết luôn xình luôn mấy bạn ơi. Mình đi thăm thì nó không dính, mà tới hồi mình không đi cái nó dính, ý là mới cắt con ngày đó nghe các bạn, mới cắt ngày thăm ngày mà nó còn chết vậy bạn. To hết biết nghe các bạn. Cỡ này nó ít dính, không gãi dính gắn trứng nhiều quá các bạn ơi, gắn lãi không ngựa, không gãi dính hơi yếu lại rồi.
Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng máy đây, mình xử lý gắn này nghe bạn, rồi mình đi tới tay tiếp theo mình có dính mình test cho các bạn xem. Tay này đã bắt được hai con em hổ hành nha các bạn, một con bự một con nhỏ. Rồi cho mình tạm ngưng đây đi mấy bạn. Nãy giờ mình gọi cũng bằng muốn hết lưới luôn mấy bạn, nó không dính mấy bạn, rồi hết một luồng nha mấy bạn. Rồi mình đang đi dài vô bờ này, đừng mình vô luồng trong nha các bạn. Thì nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy đó, nó được có hai chú mà chết hết một chú mấy bạn, còn được có con hổ hành đâu chừng 300-400 gram nè các bạn. Đó có con hổ hành một á, nhất dương chỉ đầu trên này được nhất dương chỉ nè, nhị thiên đường mã chết hết con rồi, phải nãy đựng chết ngăn lãi đó còn giá trị hơn hổ hành này nữa đó các bạn. Ngăn lãi đâu chừng nửa ký, nội ngăn lãi là không giá 200 mấy thì mình cũng được 100 mấy chục ngàn nè các bạn. Thì ở đồng quê mấy bạn cũng biết đó, một buổi sáng mình kiếm 200-300 ngàn là cũng ngon nha bạn. Tại quê mình ở đây mà như thanh niên mằng ngày là ngày có 250 thôi nha mấy bạn, cho nên phải mằng 8 tiếng đó. Rồi được con này một đó. Ở chỗ bụi lùm này cũng có con tay nữa nghe các bạn, bụi lùm này 4 năm cử trước là có dính được con gắn lãi chết đó mấy bạn nhớ không, có trứng đó rồi đó. Thôi bây giờ mình cũng test thẳng đi lại luôn nha mấy bạn, bữa nay hên hên rồi dính gắn bự bự rồi quay clip đẹp đẹp cho mấy bạn xem chơi, chứ hổm gà quá trời thắt mấy bạn ơi, đường hơi khó đi mấy bạn thông cảm nha, mình đi hơi lắc nha các bạn thông cảm gì mình ha. Đây trong bụi này nghe các bạn, thôi có hàng các bạn ơi, hổ hành nữa nghe mấy bạn, cỡ này tới mùa hổ hành đi hổ hành không mà nghe con cái năm nay mình xuống lưới ba phân nhiều quá nó không dính được hổ hành khủng mấy bạn, dính mấy con tương đối không gà, chưa có con nào mà hàng ký chứ có đầu mùa được con ký mốt ký hai là tới vợ nghe mấy bạn, chứ dính con này ký mấy nữa chứ. Đây con này to hơn con nãy nghe các bạn, em hổ hành này được chắc cỡ 400 gram nửa ký nghe mấy bạn, còn con nãy nhỏ mới được con này hơi to to chút nè mấy bạn ơi, còn bóng vợn con này mới dính tối nha mấy bạn. Không gà mắc trứng gì gắn lãi với hổ ngựa nít đi mấy bạn, mà ngược lại hai mặt gắn nó dở lên giá, nít đi mà ngược lại nó còn chết nữa chứ, nó dính còn bị chết nữa chứ. Đó mấy bạn nhìn đã không, con này chắc được cả nửa ký nha mấy bạn. Nửa ký thì quê mình gắn này giờ còn giá cũng được 250 ngàn mấy bạn ơi. Con này quá bóng đẹp ha bạn, mới dính hay gì, mới dính tối vậy còn quá đẹp luôn. Đó mấy con bự là mấy bạn thấy nó dính là dính ngay cái đầu không, còn như con này lú ra đừng khúc mà mấy bạn thấy không, nó nằm ra đừng khúc đó, chứ còn như mình giăng lưới ngoài trời nắng á, lưới nó sẽ chết mắc lưới nha mấy bạn, mình dính ít có chạy mặt lắm, còn như mình giăng trong bóng mát á, lưới nó còn nó không chết mắc lưới, nó sẽ hơi chạy mặt một chút, với mấy bữa mấy bạn giăng mấy bữa trời mưa á, gắn nó sẽ nông ra đừng chút mà nó tỷ lệ chết sẽ hơi ít. Thứ nhất, thứ hai nữa mình giăng tại sao á, nhiều lúc mình giăng cây đài nó hơi ngắn á, mấy bạn biết tại sao không, mình cho những con gắn bự nó dính mấy bạn, cho nó lâu luôn, nó tỷ lệ nó sẽ chết rất là ít. Còn nếu mà mình dằn nó cứng quá ha, nó nhổ cây đài không được là tỷ lệ nó chết rất là cao nha bạn. Mấy gắn bự á, gắn càng bự mình cho nó nhổ một cây đi, nó còn cây nó đi quăng quăng vô cỏ, nó quắn nó nằm đó vậy cho nó nhùng nhằn, nó có khả năng nó thở được nha bạn. Còn nếu mà mình chơi hai cây đài mình đóng cho thật là cứng hoặc là làm cây thật dài nha, tỷ lệ gắn chết nhiều gấp nha các bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nghe mấy bạn, mình xử lý con gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo, mình có dính mình test lại cho mấy bạn xem, chắc đây vô bờ chắc mình còn có một cái tay rồi mấy bạn ơi, có về dùng luồng dưới rồi lên lại luồng trên nữa nghe mấy bạn, bữa nay mình đi là 3 tiếng đó. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây ha. Nãy giờ mình lội cũng gần hết luồng lưới mà nó cũng không dính mấy bạn ơi, còn chừng 10 tay nữa, mười mấy tay hết lưới mấy bạn ơi. Vô trong đây có một tay nha bạn, trong bờ này hai tay. Bên đây người ta trồng mít thái nè nghe mấy bạn, quê mình đó, bên đây trồng mít thái còn ở đây là lúa nha mấy bạn. Thì cái khu vực này bữa hổm mấy bạn thấy ta lưới ta dặn với ruộng chưa đó, bây giờ nói chung quê mình á, người ta xả lúa người ta xả chuột vô á, người ta đổ nhớt chẳng những vậy mà người ta còn giăng lưới gì nữa mấy bạn, có khi gắn á, nó lội vô ruộng ăn nó uống nước đổ mấy bạn, nó dính lưới đó nó chết nha. Rồi nhiều khi nó dính thuốc chuột nó chết, rồi nhiều khi nó ăn con chuột thuốc nó chết cái nữa nghe mấy bạn, cho nên nó là cắn quê mình giờ rất là giảm nha bạn. Giờ hổm gà mấy bạn cũng đã thấy đó, clip của anh em mình thì nó không có được trúng nha bạn, ký mấy 2 ký, 2 ký mấy, 3 ký là gầu đó mấy bạn ơi. Hổm gà như cuối vụ rồi nó dính yếu nghe mấy bạn, mấy bạn có xem cũng nhớ ủng hộ anh em mình ha, chứ tại vì nó dính yếu quá mấy bạn cũng thông cảm. Rồi nãy giờ mình ngồi cũng nghỉ đây một chút nè bạn, tại lội quá xa nó cũng hơi mệt mà. Thì trước mặt này có một tay mình đi test thẳng tới luôn nha các bạn. Tại lưới này mình giăng cũng dính nhiều con lắm rồi. Đợt đó nó có dính mấy cặp đó mấy bạn, dính lần một cặp hổ ngựa, 1 ký ru gửi 1 ký ru sáu đó, với một
cặp gắn lãi nữa. Bữa nay thử coi sao. À có hàng mấy bạn ơi, có hàng. Đây, ta lưới mình văng đây mấy bạn thấy không? Đó, văng riết mã cũ lưới bạc nào với cây cấu đậu phủ mình bỏ đại vậy luôn các bạn. Đây dính gắn lãi đầu trên nha các bạn. Biết còn sống hôm nay. Còn sống sống mấy bạn ơi. Sống. U. Quấn đó, mấy bạn thấy lúc đây không? Gắn này có trứng không đây? Gắn này chắc không có trứng, gắn đực quá mấy bạn. Chứ còn gắn trứng rẻ nha các bạn, còn gắn đực con vậy là bây giờ mình thấy cả 100.000 trở lên nha các bạn, tại vì quê mình giờ gắn lãi nó lên giá lắm á. Bữa hổm mình bán cửa cuối 220, không biết chiếc này nó có lên nữa không bạn, mà mình đón nó lên nữa xiền đó các bạn. Còn hãy dính sát đầu đại né lưới nè các bạn thấy không? Né lưới dính trên đầu đại trên. Đó, nguyên tâm lưới vậy nó không đi tuốt trên nè là mấy con này né lưới đó nha mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy dính đã không? Lội mệt mà lại thấy ta lưới yêu cầu nó thiệt với mấy bạn luôn, mình văng này ha. Mình không cần dính gì cho miễn nó có dính là được rồi mấy bạn. Cỡ này gắn mắt, miễn có dính là mình thấy vui rồi đó mấy bạn ơi. Chứ không đòi hỏi nữa đó. Còn đầu mùa gặp gắn lãi này là chê nha mấy bạn. Nhưng mà ngược lại bây giờ kiếm gắn lãi hổ ngựa hơi khó nha mấy bạn. Dính hổ hành lại gai mà hổ hành thì không gài sao mình dính cũng không có con bự hung mấy bạn. Dính go 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 xong mà làm như vô quê mình giết cũng hết các bự hay gì mà. Giết giảm lắm mày, tại do mỗi một đồng nghiệp bắt mới rồi số bị chết này kia rồi bị thuốc rồi mấy bạn. Tại ở đây quê mình đó là người ta xuống vụ lúa đông xuân này mấy bạn, nên bắt buộc người ta phải thuốc nha các bạn. Không thuốc là chịu không nổi với mấy chuột, cho nên đổ thuốc nhớt với ruộng rồi nhiều khi chuột nó lội xuống rồi nó chết, nó leo bờ nó mới chết từ từ đó mấy bạn. Rồi cái gắn nó gặp thì nó ăn con chuột thì đầu nó cũng chết theo luôn đó. Đã không mấy bạn, con này năm cũng dữ nha các bạn, năm bộ gách mặt lưới gì lú ra một khúc dài sọc này nha các bạn. Con này chắc cũng cỡ khoảng 400g nha các bạn. Phải nãy đừng chết một con nữa được các bạn, con nãy cũng bự cỡ con này hoặc bự hơn này nữa các bạn, bự hơn này một chút à. Con nãy chắc cỡ nửa ký, con này thì chở 400g à. Nội hàng gắn lãi không gặn ký lô là mình thấy buổi sáng cũng được 200 ngoài nha các bạn, miếng ký là được 200 mấy đó mấy bạn. Với hai con hổ hành nữa đó các bạn, mà nó chết con ủ quá. Bây giờ đi lại ta lứ mà thấy chết con là thấy tiếc cái đó nha các bạn. Rồi mấy bạn cũng thông cảm cho mình tạm ngưng máy đây, mình xử lý con gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem ha. Rồi cho mình ngưng đây đi. Rồi khu vực bờ đậu này mình cũng có một tay nha mấy bạn. Tại bờ này hồi lúc văng cái dễ cũng chưa dính não chân mấy bạn ơi, văng thử một tay một mà mình không dám dặn vô thêm á, tại nó không dính đó mấy bạn. Rồi mình cũng không có dặn vô luôn nha mấy bạn. Đây mình văng chỗ cục bộ chuối đó nha mấy bạn. Đây là khu vực cũng đồng ruộng lúa nha mấy bạn. Còn trên đây là người ta trồng đậu, bên đó trồng xài với mắng cầu nha mấy bạn. Rồi mình test thẳng cái luôn nha mấy bạn. Đây trồng bụi chuối này đây mấy bạn ơi. À, có hàng mấy bạn ơi, con lãi. Đây một em con lãi. Cái này gặp được con gắn lãi mình mừng rồi đó mấy bạn. Con lãi này đừng có trứng là mình thấy mình vui rồi, con này đực nha mấy bạn. Chà con này cũng bấy dừ trần nha, nhưng mà không sao, cỡ này mấy bạn biết sao không? Chạy chạy như chơi mấy cô bạn hàng đầu mùa chơi chứ cỡ này không chơi nha mấy bạn. Tại cỡ này nó hiếm gắn lãi rồi, con này cũng ngon mấy bạn ơi, con này cỡ 350-400g mấy bạn ơi, được rồi. Nói chung là bữa nay đi vậy là tạm ổn đó nghe mấy bạn. Bữa mình đi trong dính 4-5 con được mấy bạn ơi, không cần nhiều luôn đó. Cái nói chung là không có tham như đầu mùa được đó mấy bạn. Đây thành quả nãy giờ thì trong đây được 3 chú, dưới đây 1 chú nữa là được 4 chú, dưới bỏ 1 chú là 5 chú nha mấy bạn. Nói chung ruộng lưới bữa nay thăm được 5 con là cũng mừng rồi đó mấy bạn ơi. Bây giờ mình không có tham nhiều chứ, bữa dính 4-5 con thôi, nhờ gắn nó có giá nha bạn. Tại cuối vụ rồi. Đây. Đó, bên đó còn gì cắn thôi nè. Con gắn này còn gì cắn mấy bạn nghe không? Nó kêu đó. Để mình nhìn coi gắn hay là con gắn hay là cái con gắn mối nha bạn. Cái gắn mối của mấy bạn ơi nhìn không thấy. Cắn đó, nãy giờ mà nhái như cắn ếch độ mấy bự gắn bự nha bạn, còn cắn nhái là không bự hung mấy bạn ơi, còn nó chắc gắn mối. Đây các bạn thấy nhìn thấy đã không, dính cái cảm giác lại nó sướng gì đâu nha các bạn. Thì mấy bạn đồng nghiệp mình thì có làm hiểu đó, đi lại mình thăm bẫy lợp hay là bẫy lưới gì vẫn vậy, đi lại thấy nó dính cái cảm giác nó đã lắm nha bạn, sướng mà mình lội bao nhiêu mệt nhọc nó cũng tan biến hết nha bạn. Còn mà thăm không dính mấy bạn lại mà thấy nó cá chuột cắn gì gì nó thấy nó nặng nề lắm mấy bạn. Về còn mắc sữa lưới lại cuốn văng tay khác, còn mắc sữa lưới lên. Đây đã nghe ha mấy bạn. Đó. Đây, thành quả nãy giờ thì được như đây nghe bạn. Thì con này nữa chắc cũng cỡ ký mấy đó mấy bạn ơi, ký mấy gần 2 kg á. Ký mấy gần 2 kg chứ không được 2 kg nha mấy bạn. Tạm ổn mấy bạn ơi, phải nãy con kia nó là hơn 2 kg à. Hàng gắn lãi này còn 700-800g mình thấy cũng ngon lành rồi đó nghe mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng máy đây ha, rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu nó có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Giá đầy tới cuối nó dính vài con bự bự nữa nha mấy bạn, mình quay cái
cái clip cho nó đẹp cho mấy bạn xem thấy vui hơn. Còn nó dính yếu quá mà mình coi thấy nó cũng hơi nhàm chán hay mấy bạn. Hiện tại mấy bạn cũng thông cảm giùm, bây giờ nó sắp hết mùa cạn kiệt nguồn gắn rồi mấy bạn ơi. Rồi, thôi cho mình tạm ngưng đây nha mấy bạn. Rồi, mình về tới ra đường lộ nha mấy bạn. Gần tới đường lộ mấy bạn ơi. Cũng ngay bụi tre quen thuộc nè mấy bạn. Là ngay đường mình lội ra lộ để mình lội về nhà đó nha mấy bạn. Không dính nữa mấy bạn ơi. Lội quá ngán luôn mà nó không dính nha bạn, thì thành quả bữa nay cũng được 5 chú nha mấy bạn. Bỏ 1 chú còn được 4 chú. Đây. Đó. 4 chú này thì chắc gần gần 2 kg mấy bạn ơi. Cỡ này vậy cũng tạm đỡ rồi mấy bạn ơi. Mình đi một bữa nói chung trong dính 3 4 con, 4 5 con cũng được nha mấy bạn. Giái đừng có bị chết, gắn trọng trọng là được mấy bạn. Bữa nay được 2 gắn lãi 2 trọng nha mấy bạn. Không gà nó không dính lãi, hôm nay dính lại được 2 gắn lãi 2 trọng trọng. Mấy bạn thấy cái đuôi nó kìa đó, nó tạch 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 nó không kênh nha đó nha bạn. Chứ 2 khẩu hành mà 2 khẩu hành thì không bự thun nha mấy bạn. 2 khẩu hành bằng 2 gắn lãi hả? Hàng hữu hành này thì chắc nằm giá chung chung khoảng 770g nha các bạn. 750-800g à. Nhưng con kia nó cỡ nửa ký, con nọ cỡ khoảng 300-350g. Chắc cũng cỡ 800-850g đi. Được hai con 800g, hai con lãi này cũng 700-800g nha các bạn. Hàng lãi này thấy bê gâu gâu vậy cho nó nặng bằng hữu hành đó đó. Tại giòn ho con nó lãi xương to với nó dài hơn hữu hành nha các bạn. Đây, thì thành quả bữa nay được con nhiêu đó mấy bạn ơi. Một buổi sáng mình lội đó nó được con nhiêu đó. Bữa nay quá lội quá quải mà nó dính nhiều cũng đỡ nha các bạn, đỡ hơn cứ rồi mình cũng được có như là cũng 4 con mà hết 3 con 4 con đó mà hết 2 gắn trứng nè. Còn bữa nay thì đỡ một chút, nó có không có gắn trứng nha các bạn, được 2 gắn được không à. Hai gắn lãi được không à. Cỡ này muốn hết vụ nha các bạn. Dùng của mấy bạn không biết sao, như mấy dùng mấy bạn nhiều khi dùng vườn á, mấy bạn bẫy còn dính nhiều á mấy bạn. Còn lai gai còn như cái dùng mình dùng ruộng á bạn, quá trời tặng diệt hay nhiều rồi. Do bị thuốc chuột rồi lớp nó trốn đồ bớt hết mấy bạn. Có số thì nó uống nước thuốc chuột với nhớt rồi đó bạn. Người ta đổ với ruộng đó nó chết nha mấy bạn. Rồi, mấy bạn cũng cho mình ngưng clip đây nghe mấy bạn. Mấy bạn có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì đó nha các bạn, để anh em mình có động lực để làm những video tiếp theo nha các bạn. Thôi mình cũng bye bye mấy bạn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.